Từ từ ngày lên ba một chung nhé. Nước có không? Cái nút giao ngã tư Sở này nó phân lại luôn rồi. Rồi chắc là mình vẫn đi thẳng được, mình đi trên cầu. Cái đường đi thẳng vượt chân cầu này thì chắc là không thay đổi. Thay đổi ở dưới thôi, dưới nút thôi. Đâu cũng đi vào rồi. Mắc hết thì thấy là nàng sẽ ghé vào tương trưng. Hả? Cái này cái tỉnh bên này, tỉnh trái. Còn anh tôi ra tỉnh chưa biết, anh cũng không rõ. Em đợi đầu xe được kiểm tra bản đồ, xem mở bản đồ. Kiểm tra bản đồ hình như là tại tỉnh đây rồi. Tóc vào kia đi. Năm ngoái bọn anh cũng học lớp ở Tây Thịnh này mà. Ai, đến quán cà phê đã là đi vào trong kia. Số bao nhiêu nhỉ? 110 à? Đây 98 rồi. Đi qua cà phê đây này. Cà phê đây này. Cà phê đây này. Chỗ này khả năng trước đúng chỗ bọn anh ngồi ngồi trước là đâu phải 110 không nhỉ? Hay là có quán bia không? Đây 100 rồi, 110 đây à? Đây cà phê này. Đây 110. Đây à? Xuống đây nhá. Chúng ta đây là cà phê đây. Đây, đặt chưa? Thì hôm nay sẽ
gặp mặt cơ quan ở chỗ này. Thái Thịnh